có cái clip này hay lắm nè, anh muốn cho em xem nè. Ở đâu? À. Thôi chết con mẹ tôi rồi. Tối hôm qua chán quá nên làm nước phim hiệu mà quên luôn chưa ly dấu vết. Bây giờ mày hiện ra trang web như hôm qua là chết tôi luôn. Sắp hiện ra rồi. Bây giờ sao đấy? Tôi chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Nani? Cái điện thoại này của em mà. Anh, có gì mà có hoài vậy? Tắt đi. Nhắn tin cho con nào. Để tôi coi. Bữa giờ mình lưu hình của ý. Toàn con mẹ nó rồi. Quên khóa màn hình điện thoại. Bây giờ mà nó nhấn vô coi hình chứng triệt sản mình luôn á. Quay lại. Câu! Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa?